Vâng, xin chào bác đến kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay mới về một chiếc siêu phẩm của thương hiệu GD Time. Thì như các bác biết thì mẫu dòng xe Road bên em về rất nhiều về những dòng thương hiệu Mỹ, ví dụ như là Trek và GT. Trek và GT là thương hiệu của Mỹ, thì hôm nay em về một chiếc GD Time cũng là một thương hiệu của Mỹ rất là nổi tiếng, không có gì xa lạ đối với những bác là xe đạp lâu năm rồi. Và cái model lần này là cái model cao nhất cấp nhất của cái dòng GD Time mẫu R700 hiện tại cửa hàng bên em. Mà cái tông màu hôm nay em về là cái tông màu trắng xanh, là cái tông màu đẹp nhất của cái mẫu GD Time hiện tại. Và xe còn rất đẹp các bác nhá, xe full carbon, đúng không? Và xe lần này rất là mới, độ mới em đánh giá là trên 95%. Đây là một mẫu xe thương hiệu Mỹ xuất trong thị trường Canada mà bên em mới về, model cao cấp nhất của dòng xe Road, dòng model R500. Các bác có thể tìm hiểu lên trên mạng tham khảo thêm. Về những thương hiệu Mỹ này thì có những thương hiệu dòng Trek, GT và GD Time là ba thương hiệu ông lớn trong làng xe đạp thể thao. Và hôm nay em vừa được một chiếc đây, còn rất là đẹp, trên 95%. Và sau đây em xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, thì có bác, rất nhiều các bác hỏi em về cái mẫu dòng xe cao cấp của dòng Road Carbon. Thì hôm nay em về được một chiếc đây, với cái tông màu đẹp nhất, tông màu xanh trắng kết hợp rất là dễ phối màu, cái tông màu đẹp trong cái dòng xe cuộc. Rất nhiều các bác ưa thích cái tông màu xanh trắng này. Tất cả khung xe và càng đều là carbon, full carbon, chroman, chuyên dành những dòng xe đạp của những vận động viên bên thị trường châu Âu. Full carbon đó nhá. Và xe dòng carbon này là bộ carbon X8. So với những cái dòng carbon khác thì những dòng carbon này nhẹ hơn, chiếm đến 40-10%. Cơ bản trọng lượng của xe rất là nhẹ nhá. Và đây là một mẫu xe dòng GD Time thương hiệu Mỹ nhưng mà xuất trong thị trường Canada. Đấy. Chỉ có thị trường Canada, đây là cờ Canada các nhá, các bạn lên trên mạng để tham khảo thêm. Thương hiệu Mỹ nhưng mà xuất trong thị trường Canada sử dụng. Canada, đây là cờ của Canada. Và lần này xem về đánh giá là trên 95%. Người chủ cũ của xe rất là yêu thích xe, mà giữ gìn xe rất là dần dần như là mới không nhá, rất là ít đi, bộ khung rất là nhỏ gọn, làm cho xe cái trọng lượng của xe rất là nhẹ. Đây biểu tượng của cờ Anh, cờ Canada và thương hiệu của Mỹ sang thị trường, xuất sang thị trường Canada, một trong những cái dòng xe thương hiệu Mỹ lớn nhất mà em đã từng giới thiệu qua. Tổng trọng lượng của xe bánh giá chỉ tầm hơn 8 cân, rất là nhẹ, với cái bộ khung carbon X8. Rất là mới luôn nhá. Đây là mẫu cao cấp mà mới về bên em. Cổ phốt ghi đông nguyên bản chính hãng của xe, làm từ hợp kim nhôm aluminium 6061. Thì các bạn biết là nhôm cao cấp của những dòng xe đạp thể thao hiện nay là nhôm 6061 cũng là vị trí đứng đầu dòng nhôm rồi. Tay cuốn còn rất là mới, xe rất ít sử dụng, đâu mà là tất cả những linh phụ kiện trên xe còn đều nguyên bản zin theo xe, sử dụng mấy bộ tay lắc Shimano của Sora. Bên tầng đĩa, bên tầng lip, bên tay phải em là bộ tay lắc Shimano của Sora, bên tầng đĩa đằng trước thì có biểu tượng của GD Time và lá cờ của Canada. Sẽ sử dụng với bộ phanh ba mảnh thông thường so với những dòng xe cuộc Road khác, càng carbon. Đây là mẫu model cao cấp nhất dòng R700. Các bác lên trên mạng để tham khảo thêm về cái mẫu model này. Đây, GD Time model R700 càng còn rất là mới luôn, càng carbon. Sẽ sử dụng với cặp Mayer Bottega, vành của Bottega, vành nhôm hai lớp, vành đĩa, vành nhôm hai lớp, vành đĩa,
với bản 5 phân. Rất là cao cấp. Còn rất là mới luôn các nhá. Kích thước lốp 700 x 23C, kích thước lốp cơ bản của những dòng xe cuộc đốt thông thường khác. Lốp còn rất là mới, đến những cái đường rãnh lốp của xe vẫn còn nguyên bản trong xe đây. Gạt đĩa của Shimano Sora. Đùi đĩa Shimano Sora. Đùi đĩa còn rất là mới, sáng và bóng. Bê đan theo xe. Cọc yên nhôm. Yên da. Vẫn còn rất là mới. Chính hãng nguyên bản theo xe. Đây là một, cũng là một thương hiệu lớn sánh ngang cùng với thương hiệu Trek và GT của thương hiệu Mỹ. Và đây là mẫu model xuất tầm thị trường Kara. Bộ group Shimano của đời Shimano Sora. Trang bị 8 tầng lip. Chính hãng nguyên bản theo xe của Shimano. Xích lip còn rất là mới, các bạn nhìn đây. Cái bộ xích lip của nó gần như là mới nguyên, xe dòng đi lướt rất còn sử dụng mà rất hiếm, về bên em được một chiếc mà dòng xe được mới như vậy. Vành sau cũng sử dụng cái cặp vành của Bottega. May ơi chính hãng của Bottega nguyên bản theo xe. Lốp đằng sau sử dụng lốp 28 x 700 x 28C. Và bây giờ em xin đo chiều cao đứng của khung xe. Dòng GD Time xuất từ thị trường Canada. Full carbon. Và chiều cao đứng của khung xe là size 47. Khi các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7. Liếc sơn còn rất là sáng và bóng. Và cái màu của nó là màu đẹp nhất trong những dòng xe cuộc. Dòng xanh trắng rất là dễ sử dễ đi không nhá. Và bây giờ xin mà đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị 8 tầm lip, chính hãng nguyên bản trong xe. Xích lip còn rất là mới. Lên lip đây. Chuyển động rất là mượt và chân thu cũng nhá, rất là êm. Xuống lip. Đấy. Đó, đánh giá độ mới của xe còn gần như là nguyên, rất là ít sử dụng. Đây là mẫu hiếm khi mà về bên nhà được mẫu xe còn đẹp như vậy. Hai tầng đĩa chính hãng, đùi đĩa Shimano Sora. Gạt đĩa của Sora, xuống đĩa. Lên đĩa. Trang bị 3 tầng đĩa của Shimano. Đùi đĩa bạc đạn. 3 tầng đĩa. Đùi đĩa Shimano Sora rất là cao cấp. Mà dòng đầu tiên về bên em, dòng GD Time, thương hiệu Mỹ xuất thân thị trường Canada, rất là cao cấp. Và xe độ đánh giá độ mới của nó trên 95%. Full carbon. Đồ nguyên group Shimano Sora. Vâng, vừa em đánh giá tổng thể chiếc xe GD Time, thương hiệu Mỹ, lớn trong làng xe đạp thể thao, xuất thân thị trường Canada, rất hiếm về bên em. Và xe đánh giá rất là cao về cái tốc độ của dòng xe cuộc đồng đốt. Và đây là cái model cao cấp nhất của dòng GD Time R700 full carbon. Và xe có giá rất tốt bên em là 10,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh và hẹn các bạn vào chương ngày mai.